Trong video này thì mình sẽ chia sẻ quý vị các bạn quá trình bên mình xịt rửa vệ sinh một cái động cơ Euro 4 nha các bạn, máy điện ha. Thì đây là cái một cái động cơ của con EZ49 này, các bạn thấy là công đoạn đầu tiên á thì mình sẽ làm vệ sinh sơ bộ ha các bạn ha, tất cả những cái bụi bẩn lên bám ở trên cái động cơ này. Đó. Và chúng ta phải xịt cho nó sạch hết những cái bụi đi. Sau đó rồi chúng ta sẽ đến bước thứ hai. À, đối với động cơ máy điện này á, thì các bạn nhìn nhớ giống như hồi nãy mình có làm đèo video nha, các bạn không tự ý làm ở nhà ha. Cái việc này là sẽ rất là ảnh hưởng đến cái động cơ của các bạn. Làm mùa đông mà. Và sau khi mà xịt sơ qua cái bề mặt của cái động cơ thì mình sẽ xịt lên cái dung dịch để mà dung dịch vệ sinh động cơ ha các bạn ha. Thì với cái dung dịch này chúng ta sẽ bớt những cái công đoạn mà chúng ta chà rửa động cơ đó. Và những cái dung dịch này nó sẽ giúp những cái mảng bám như là dầu mỡ, dầu nhớt nó bám lên thành động cơ thì nó sẽ bong ra ha. Đồng thời nó bảo vệ cho cái động cơ chúng ta nó không bị sét dỉ. Đó. Thì cái này nó không có làm động cơ chúng ta nó bị ố hay bị ăn mòn gì đó. Thì trên thị trường nó có rất nhiều loại. Đó. Thì cái này á, việc này á thì các bạn nên mang xe đến những cái nơi mà họ chuyên về dòng máy điện thì họ mới làm được nha. Đó, thì các bạn xịt rửa, xịt xung quanh hết những cái ngóc ngách của cái động cơ và những cái chỗ mà các bạn thấy nó dơ, ví dụ như là nắp máy hay là những cái đường ống mà nhớt nó xì ra đó, hoặc là lúc các bạn đổ nhớt hoặc là lúc bạn sửa xe. Thì cái xe này mới làm kim phun xong nha các bạn, thì lúc mà bên mình có thử thì dầu nó có bắn ra bên ngoài thì dùng mình phải vệ sinh cho nó sạch sẽ cho khách hàng ha, trước khi mà giao xe cho khách đó. Ủa sao có vòi thôi không ra mua cái hả? Đèn chìm, cái đèn ngắm. Cái này phải coi đèn nó có được. Để ngàn phút nhỏ để ngoài nước thì cũng nó tắm, nó ngâm mà. Cái này ngâm mà. Chỉ biết là nó ngâm rồi nhưng mà nó có cái bình á gắn vào cái vòi. À quên. Đó, cái đó không thể dùng cái đầu kim được. Sau khi mà xịt cái bọt tẩy rửa lên á, sau đó chúng ta sẽ dùng nước vòi xịt, chúng ta xịt lại sau thời gian khoảng 5 đến 10 phút để cái chất tẩy rửa nó
ngấm và nó bóc tách những cái phần dơ của cái động cơ ra ha. Và sau đó chúng ta sẽ xịt tẩy rửa những cái chỗ nào mà nó đóng thành cái mảng dày quá thì chúng ta phải lấy cái cọ, chúng ta cọ sạch đi. Thì bên mình làm như vậy để cái này làm miễn phí, bởi vì sau khi mà bên mình làm cho khách á, sửa kim thay kim cho khách xong thì làm như vậy cho nó sạch cái động cơ, bởi vì nó rất là nhiều dầu mỡ nó bám trong quá trình mình sửa chữa, cũng như là cái lúc trước á, cái động cơ này hầu như tất cả các khách hàng chúng ta là không có rửa được cái động cơ này, bởi vì nó, nếu chúng ta không biết cách thì nó sẽ rất là dễ bị chập chạm điện ha. Cái điều đó không ai muốn cả, thà để cho nó dơ xíu chẳng sao. Bữa sao ghé được không? Hôm nay chơi không mang thì cái chai đó rồi. Cái gì vậy? Chai nano. Nano hả? Đó, nó không gì mới chia đầu tiên đó. Cái xe đó là em chán rồi. Bữa nào ghé đi. Em để quên mấy quên rồi. Để dưới đây chai nha. Lấy ra có thịt cho anh xíu là được rồi. Đó, giờ nhìn cái chai không? Quá là chai không? Quan trọng máy móc thôi chứ làm cái gì đâu. Không, mình đi dở là mình nhớ đi. Nó nói như là điện là điện kẽ đó. Đây này các bạn, và sau khi mà xịt sạc hết rồi đó thì bắt đầu bên mình sẽ làm khô tất cả những cái giắc điện ha. Thì trên xe nó có rất nhiều vị trí có giắc điện, ví dụ như là giắc điện kim phun này, giắc điện bơm co áp này, giắc điện ống reo này, giắc điện tổng hợp này, rồi các cái cảm biến như cảm biến đo gió, cảm biến trục khuỷu, cấp biến trục cơ, cảm biến cam, rất nhiều loại cảm biến nhiệt độ nước làm mát, rất nhiều loại cảm biến. Thì chỉ có những người thợ mà họ chuyên làm về mấy dòng xe này á, thì họ mới biết vị trí nó nằm ở chỗ nào để người ta xịt rửa nhá. Thì lúc khi mà các bạn xịt rửa xong á thì cái xe bạn nó đè lên nó mới nổ bình thường, hoặc là chạy lúc sau á nó không có báo lỗi động cơ hay cái gì đó. Thì nếu như các bạn mà làm mà nó không đúng á thì hoàn toàn là có khả năng xe, lúc trước khi rửa thì xe chạy bình thường, sau khi rửa xong là xe chạy không được nha, hoặc là đè không nổ. Thì đó là những cái điều rất là bình thường thôi đối với những cái dòng máy điện này. Mình không nói là 100% những cái xe xịt rửa là đều bị, nhưng cái khả năng nó bị là hoàn toàn xảy ra, và biết đâu xui xẻo nó lại tới với cái xe của bạn khi mà bạn tự ý xịt rửa động cơ như vậy á. Thì đó, cái điều không ai muốn mong muốn ha, ngay cả các bạn cũng không mong muốn điều đó nha, bởi vì rất là nhiều khách hàng đã cũng xịt rửa động cơ như thế này nhưng không biết cách vệ sinh á. Thì sau khi mà xịt rửa xong, một là nó chết cảm biến, hai á là nó chạm mạch điện ở đâu đó, và thứ ba nữa là xe đè không nổ, thì rất là nhiều vấn đề xảy ra và mình không muốn các bạn dính vào những trường hợp này nha. Đó các bạn thấy không, sau khi xịt rửa xong thì động cơ nó rất là sạch. Các bạn nào mà có nhu cầu vệ sinh các cái động cơ Euro 4 này thì có thể liên hệ mình nhé. Các bạn nào ở gần khu vực mình muốn vệ sinh cái động cơ này Euro 4 thì cứ alo cho mình. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.